Giờ đây là buổi chiều mình vào ao quăng cái trái thái sút này cho mọi người xem nhé. Hướng dẫn mọi người luôn này. Mình sẽ quăng theo kiểu chài truyền thống nhé, chài của Việt Nam nhé. Cái này thì có dây, nó mình tóm lấy từng đoạn rồi mình nắm vào tay thôi. Thì lúc nào mình quăng thì mình đồng thời nhả cái tay ra để cho cái dây nó bung ra. Đây thì chài của mình đường kính là 1m75 nhé, dài quá mình gấp đôi lại. Lấy một đầu vòng qua cánh tay này, sau đó dán cái mặt trong của lưới vào cái kênh phải này, sau đó chia đôi để một nắm đằng trước ra, một nắm hai ngón của tay phải cầm vào, một nắm tay trái cầm, sau đó quăng đồng thời thả dây nhé. Đây mình quăng lại lần nữa cho mọi người xem này. Thì mình nắm từng đoạn của dây kéo này, dây rút này. Chài này thì dây nó là khoảng, dây rút của nó khoảng 7,5 m này. Chài đường kính là 3,5 m. Mình cho một đoạn bên cạnh tay phải này. Đoạn xong rồi bắt cái đoạn này lên cánh tay phải, sau đó chia đôi cái đoạn thừa ra, một đoạn là cầm vào tay phải, đoạn cầm vào tay trái này, sau đó quăng nhé. Được hai con này, hai con cá rô phi nhỏ này. Chủ yếu hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người làm thôi. Biết cách quăng chài rồi.